Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Trong diễn biến tiếp theo của đấu phá thương khung, như mình đã giới thiệu ở các video trước, sau khi Tiêu Viêm đổ phá đấu tông, lại một lần nữa, ấn ký mà Dược Lão lưu lại đã dẫn linh hồn Tiêu Viêm đến hồn điện, nơi giam giữ ông ở đó. Tại đây, gặp lại sư phụ và chứng kiến lão sư đang bị xiềng xích giam giữ, lòng Tiêu Viêm đau như cắt, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hai người vừa trò chuyện với nhau được không lâu thì cái tên Thôn Diệt, người luôn canh chừng bên Dược Lão cấp bậc đấu tôn đã tới. Vừa thấy Tiêu Viêm, hắn ta cha liền dọa nạt anh ấy. Đáng tiếc, Tiêu Viêm vẫn là như thế, anh ấy chẳng sợ điều gì cả. Sau một hồi võ mồm, Tiêu Viêm cuối cùng cũng rời đi. Đến khi trở ra bên ngoài, bên cạnh anh ấy, hai vị trưởng lão của tộc Kim Thử là Kim Cốc và Kim Thạch đã tới. Thấy Tiêu Viêm, hai người cũng liền chúc mừng anh ấy thành công đột phá đấu tông. Tiếp theo, sau một hồi trò chuyện, Kim Cốc trưởng lão cũng rời đi tìm dược liệu, còn lại Tiêu Viêm và Kim Thạch, anh ấy liền hỏi vị lão nhân kia thông tin về cổ tộc. Sau đó biết được sự cường đại của cổ tộc, Tiêu Viêm chẳng những không nản chí, anh ấy còn quyết tâm hơn nữa để sánh bước cùng Huân Nhi. Thời gian trôi qua, không lâu sau, ngay khi có đủ dược liệu, Tiêu Viêm cũng liền tiến hành khu trừ độc tố cho Kim Thạch trưởng lão. Toàn bộ quá trình tiêu trừ độc tố diễn ra cũng khá trơn tru, hiển nhiên là không gặp vấn đề gì đáng ngại. Cứ thế, mỗi ngày Tiêu Viêm đều giúp vị lão nhân kia khu trừ thiên sơn hỏa độc trong cơ thể của lão. Đến khi rảnh rỗi, Tiêu Viêm lại tiến hành nghiên cứu ma độc ban trong cơ thể mình. Suốt cuộc không lâu sau, Tiêu Viêm cũng thành công khu trừ hoàn toàn thiên sơn hỏa độc. Tới đây, Tiêu Viêm liền cáo từ vị lão nhân kia và đi tới một cái hang động nhỏ. Sau đó, anh ấy ngồi an tĩnh tu luyện. Theo ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, anh ấy liền dùng hỏa diễm bao vây lại ma độc ban trong cơ thể, sau đó tiến hành luyện hóa. Suốt cuộc, sau một hồi lâu, Tiêu Viêm cũng thành công khu trừ một ít ma độc ban. Nhờ thế, luồng đấu khí tinh khiết kia đã ngay lập tức được anh ấy hấp thu. Nhờ vậy, đấu khí trong cơ thể lại gia tăng nhanh chóng. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm liền đi ra bên ngoài. Không lâu sau, thân hình Tiêu Viêm trong chiếc áo bảo đen đã có mặt ở tại bên ngoài phong lôi đông các, nơi sẽ tổ chức tứ phương các đại hội. Tại đây, đi dạo một vòng, Tiêu Viêm nghe được không ít tin đồn về bản thân mình, cùng với đó là những thiên tài trẻ tuổi của tứ các. Cơ thể chậm rãi bước đi, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng tới được nơi tiến hành kiểm tra tư cách để tham gia cuộc chiến tứ các. Đi qua nơi đó, Tiêu Viêm liền tiến thẳng tới đỉnh núi, nơi phong lôi đông các tọa lạc. Khi Tiêu Viêm đi vào sân đấu, rất nhanh, anh ấy đã tìm một vị trí và ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua một lượt, Tiêu Viêm cũng rất nhanh nhận ra thân ảnh Phí Thiên ở trên đài cao. Suy nghĩ một hồi, ánh mắt Tiêu Viêm lại chăm chú quan sát diễn biến ở phía trước. Suốt cuộc, anh ấy cũng thấy được những người mạnh mẽ nhất tứ các. Thế nhưng, lướt đến người phong tôn giả, Tiêu Viêm bất chợt dừng lại, nhìn vị lão nhân khoác trên mình chiếc áo bảo xanh, Tiêu Viêm có cảm giác vô cùng thân thiện. Quả giống như lời lão sư nói, phong tôn giả đúng là người có thể giúp chính mình trong lúc này. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nhìn qua quảng trường một lượt, anh ấy bất chợt nhận ra Lâm Diễm. Không ngờ, anh ấy lại gặp hắn ta ở đây. Khẽ thở dài, ánh mắt Tiêu Viêm lại một lần nữa nhìn về phía lôi đài. Ở vị trí trung tâm, rất nhanh, lôi tôn giả đã nói cho mọi người biết quy củ của cuộc tỉ thí lần này. Sau đó, một trận đại chiến hỗn loạn diễn ra, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt Tiêu Viêm cứ thế dõi theo Lâm Diễm. Cũng vì vậy, Tiêu Viêm phát hiện, Lâm Diễm gặp phải nguy hiểm, hắn ta bị người khác ép vào con đường tuyệt mệnh. Rất nhanh, Lâm Diễm đã bị đối thủ đả thương. Không những thế, công kích của đối thủ đã lần thứ hai lao tới muốn lấy mạng hắn ta. Thế nhưng đúng vào lúc này, thân ảnh quỷ dị của Tiêu Viêm xuất hiện. Sau đó, anh ấy dùng hấp lực thu lại thân thể của Lâm Diễm cứu nguy cho hắn. Tuy nhiên, vì Tiêu Viêm không tham gia thi đấu, thế nên khi anh ấy vừa xuất hiện, hàng chục cường giả đã liền đi tới bao vây anh ấy lại. Thấy thế, Tiêu Viêm đã liền vạch trần thủ đoạn của Vương Trần vừa dùng để lấy mạng Lâm Diễm, điều này khiến nơi đây chấn động. Nhất thời, một cuộc võ mồm cũng liền diễn ra. Suốt cuộc sau một hồi, nó cũng động chạm tới Hoàng Tuyển tôn giả, khiến lão ta nóng mắt. Bởi vậy, mặc dù đã được phong tôn giả và kiếm tôn giả nói đỡ, thế nhưng lão gia hỏa kia vẫn muốn phạt Tiêu Viêm 50 cái lôi trượng đánh xuống người. Thấy thế, phong tôn giả liền cất lời nói đỡ cho Tiêu Viêm. Tuy nhiên, lão gia hỏa Hoàng Tuyền tôn giả kia thì vẫn không cho Tiêu Viêm rời đi dễ dàng. Lần này, lão ta cho Tiêu Viêm một cơ hội. Nếu như đánh bại đệ tử của hắn là Vương Trần, Tiêu Viêm mới được rời đi. Và tất nhiên, Tiêu Viêm chẳng thể từ chối. Rất nhanh, anh ấy đã chấp nhận lời thách đấu. Sau đó, một cuộc chiến mạnh mẽ diễn ra. Cầm huyền trọng xích trong tay, Tiêu Viêm cùng Vương Trần giao chiến hết sức quyết liệt. Cuối cùng, dùng ra thực lực đấu tông, Tiêu Viêm ép đối thủ phải thi triển toàn lực, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Đáng tiếc, đứng trước Tiêu Viêm, kết cục của hắn vẫn là bại trận, chê bịa thủ huyết. Thế nhưng vì Tiêu Viêm sử dụng ra dị hỏa, thế nên đã giao thủ qua một lần, Vương Trần rất nhanh đã phát hiện ra người vừa đánh bại mình là Tiêu Viêm. Bởi thế, thân phận Tiêu Viêm rất nhanh đã bị bại lộ. Nhất thời, nơi đây trở nên xôn xao, nhất là đám người phong lôi các. Và liệu rằng tiếp theo, Tiêu Viêm sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!